Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, cả nước có hơn 4.000 trẻ em bị xâm hại. Tại nước ta trung bình mỗi năm có 2.000 trẻ bị bạo lực và xâm hại cần hỗ trợ. Trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Chính bởi vậy, các vụ xâm hại không chỉ gây hậu quả trước mắt mà còn gây ra tổn thương tinh thần dài lâu cho trẻ em. Trong nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực và xâm hại, nhà Bình Yên là địa chỉ hỗ trợ kịp thời khẩn cấp cho nhiều phụ nữ và trẻ em, giúp họ phục hồi được sức khỏe về thể chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tạo điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng. Ngôi nhà Bình Yên là mô hình nhà tạm lánh do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2007 đến nay. Sau 18 năm hoạt động, nhà Bình Yên đã tiếp nhận tạm lánh cho 516 trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, xâm hại tình dục. Khi mà vào nhà Bình Yên thì đối với cả trẻ em, chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ là có một nhân viên xã hội hay còn gọi là một cả quản lý ca để hỗ trợ riêng biệt cho các em, có cái thời gian mà làm việc với cả các em định kỳ hàng tuần, có tối thiểu là 2 buổi một tuần, và tùy theo những cái vấn đề của các em nghiêm trọng như thế nào hay là có những phát sinh như thế nào mà chúng tôi sẽ gia tăng cái số buổi để có thể hỗ trợ cho các em. Về vấn đề tâm lý thì các em vào đây sẽ được đánh giá sàng lọc ban đầu. Đối với những cái trường hợp mà cần phải trị liệu tâm lý thì chúng tôi sẽ kết nối với cả các chuyên gia hỗ trợ về tâm lý hoặc là đưa các bạn đến các cái cơ sở y tế để có thể điều trị can thiệp một cách kịp thời. Đến với ngôi nhà Bình Yên, các em không chỉ được trợ giúp nơi tạm lánh an toàn, bí mật mà còn nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý, pháp lý, từ các nhân viên xã hội, chuyên gia. Thời gian tạm lánh cho đối tượng trẻ em là nạn nhân của xâm hại và bạo lực là 3 tháng, và sau đó các nạn nhân tiếp tục được đồng hành trong thời gian 24 tháng sau khi hồi ra. Đặc biệt khi đến với nhà Bình Yên, trẻ em được thực hiện đầy đủ các quyền của mình như học tập, vui chơi. Nhiều trường hợp các trẻ em là phải tạm dừng cái việc học ở địa phương. Chính vì thế mà ngôi nhà Bình Yên đã có những cái dịch vụ và mạng lưới là kết nối với cả các cái trường là đối tác của ngôi nhà Bình Yên để cho các em có thể là học thỉnh giảng hoặc là các em có thể được đi học trực tiếp trong cái thời gian mà đang tạm trú tại nhà Bình Yên để giải quyết cái vụ việc. Đây là những dòng lưu bút đầy xúc động của những người từng tạm trú tại ngôi nhà Bình Yên, trong đó có không ít trẻ em. Sau biến cố, nơi đây đã trở thành mái ấm thứ hai, cưu mang, nâng đỡ và mang tới những cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho các em. Thưa quý vị, với nguyên tắc bảo vệ sự an toàn và lấy thân chủ làm trọng tâm, ngôi nhà Bình Yên cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ miễn phí và toàn diện cho nạn nhân. Trong 16 năm hoạt động, ngôi nhà Bình Yên đã hỗ trợ cho 1.665 phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, xâm hại và mua bán người trở về. Tại đây, việc chăm sóc, tư vấn, trợ giúp cho các nạn nhân được thực hiện ra sao để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tạm trú? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thùy An, nhân viên xã hội tại ngôi nhà Bình Yên. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết, cảm ơn chị đã nhận lời tham gia với chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, xin chị có thể cho biết rằng là đối với đối tượng là những trẻ em bị là nạn nhân của bạo lực và xâm hại, khi tìm với nhà Bình Yên thì là các bé thường ở trong cái trạng thái tâm lý như thế nào? Các trẻ khi mà vào nhà Bình Yên thì cái nhóm tuổi quy định là dưới 18 tuổi theo luật trẻ em của quốc tế. Và hầu như là các trẻ em vào đây thì cái độ tuổi rất là đa dạng. Ví dụ như là có những cái trường hợp mà nhà Bình Yên giải cứu trẻ là chỉ có một ngày tuổi thôi, hoặc là do là bị bạo lực gia đình, do là bị mua bán trở về, hoặc là có những trẻ là từ 18 tuổi là do bị xâm hại hoặc là bị bạo lực bởi chính gia đình nhà mình. Khi tiếp nhận các trường hợp là trẻ em vào nhà Bình Yên thì sẽ có hai nhóm thân chủ. Thứ nhất là những cái trường hợp mà trẻ đi vào cùng với mẹ do là bị bạo lực gia đình, và trường hợp thứ hai là trẻ là nạn nhân trực tiếp bởi bạo lực gia đình hoặc là xâm hại tình dục. Thì thông thường những cái tâm lý mà các trẻ em khi vào nhà Bình Yên mà chúng tôi nhận thấy qua quan sát, qua trò chuyện và những cái buổi làm việc đánh giá, thì các trẻ thường có những cái tâm lý là lo lắng về cái vấn đề của mình này, lo lắng về cái sự an toàn này, và thậm chí là có những cái trẻ mà bị xâm hại tình dục thì cái vấn đề về tâm lý thì các trẻ bị sang chấn tâm lý rất là nghiêm trọng và phải hỗ trợ rất là nhiều trong cái quá trình mà ở ngôi nhà Bình Yên. Đối với các cơ sở vật chất của nhà Bình Yên thì chúng ta đã được trang bị như thế nào để có thể tiếp nhận cho các bé khi mà tìm đến với ngôi nhà Bình Yên?
Về cơ sở vật chất thì cái điều đầu tiên mà chúng tôi hướng đến là đây là một cái địa chỉ an toàn, bí mật. Chỉ có là cơ quan chức năng mới biết được rằng là ngôi nhà Bình Yên đặt ở vị trí nào và có chức năng nhiệm vụ như thế nào. Và nếu như có vấn đề gì phát sinh liên quan đến an ninh trật tự thì chúng tôi cũng sẽ gọi điện và liên hệ trực tiếp với cả cơ quan chức năng ở địa bàn để có thể hỗ trợ. Ngoài ra thì sẽ có các cái phòng làm việc dành cho các chị em. Khi mà chúng tôi làm việc thì luôn luôn tôn trọng về cái vấn đề là tính bảo mật của thân chủ này, tôn trọng về cái quyền quyết định cũng như là cái sự khác biệt. Chính vì thế mà sẽ có những cái phòng làm việc riêng cá nhân để các chị em khi mà chia sẻ thông tin thì cũng thấy rằng là cái thông tin của mình không bị tiết lộ ra bên ngoài hoặc là người thứ ba biết đến. Vậy thì đối với những cái cuộc sống sau này khi mà bảo đảm cho các nạn nhân có thể hòa nhập với cộng đồng thì với đối tượng là trẻ em thì tại nhà Bình Yên chúng ta có thêm những cái dịch vụ, những cái sự hỗ trợ như thế nào để các bé có thể tái hòa nhập với cộng đồng? Nhà Bình Yên cũng hỗ trợ cho các em về dịch vụ là hỗ trợ về sinh kế, học nghề đối với những cái trường hợp mà trẻ có đủ những cái điều kiện liên quan đến tiêu chí tiếp nhận học nghề của các cơ sở đối tác và trẻ có mong muốn được học nghề thì nhà Bình Yên cũng sẽ kết nối. Ngoài ra thì đối với những cái trường hợp của ngôi nhà Bình Yên là thời gian tạm lánh cho nhà mua bán là 6 tháng, còn thời gian tạm lánh đối với những trường hợp là bạo lực gia đình thì sẽ là 3 tháng. Và sau cái thời gian đấy thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và hỗ trợ trong vòng thời gian 24 tháng hay còn gọi là hỗ trợ hồi gia. Nếu như mà có bất kỳ những cái vấn đề nào mà xảy ra hay là cần được giúp đỡ thì ngôi nhà Bình Yên vẫn luôn luôn đồng hành với cả các bạn. Vậy thì nhà Bình Yên đã có những cái hoạt động tuyên truyền kết nối ra sao để những nạn nhân có thể tiếp cận được với những dịch vụ tại nhà Bình Yên khi mà cần tới những cái sự trợ giúp? Ở ngoài cộng đồng có rất là nhiều những cái trường hợp chị em hoặc là các trẻ em có nhu cầu, có hoàn cảnh mà cần ngôi nhà Bình Yên hỗ trợ thì chúng tôi có những cái buổi, những cái hoạt động liên quan đến tuyên truyền ở cộng đồng, liên quan về tuyên truyền về xâm hại tình dục này, tuyên truyền về bạo lực học đường hoặc là tuyên truyền về bạo lực gia đình. Thì từ những cái nguồn thông tin đấy, các trẻ hoặc là gia đình của trẻ và địa phương có thể là liên hệ với chúng tôi qua những cái số tổng đài là 1900 969680. Và ngoài ra thì chúng tôi có một cái thuận lợi là khi mà giải quyết các cái trường hợp ở địa phương thì chính địa phương lại là cái người mà chuyển tuyến cho chúng tôi những cái ca tiếp theo là nạn nhân bị bạo lực gia đình hay là bị xâm hại để chuyển tuyến vào ngôi nhà Bình Yên. Ngoài ra thì có những cái mạng lưới đối tác chuyển tuyến khác như là Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 thì cũng chuyển tuyến tới ngôi nhà Bình Yên những trường hợp phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị bạo lực gia đình hay là xâm hại. Phần lớn là các chị em tự tìm đến ngôi nhà Bình Yên để được hỗ trợ thông qua việc là tham vấn online này hoặc là liên hệ qua số tổng đài, thì sau đấy là chúng tôi sẽ hướng dẫn là đến tham vấn trực tiếp và làm tất cả những cái thủ tục liên quan đến đánh giá tâm lý, đánh giá các cái tiêu chí vào ngôi nhà Bình Yên. Một lần nữa xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, hiện nay với con số khoảng 2.000 trẻ em bị xâm hại và bạo lực mỗi năm cần được trợ giúp, những mô hình nhà tạm lánh như là ngôi nhà Bình Yên chỉ là giải pháp tình thế để giảm thiểu và tiến tới ngăn chặn bạo lực xâm hại nói chung và ở đối tượng trẻ em nói riêng. Điều quan trọng hơn là chế tài pháp luật cũng như là biện pháp nâng cao nhận thức trong mỗi cá nhân, gia đình, trong cộng đồng và các cấp chính quyền. Tại cấp địa phương thì hiện nay các mô hình địa chỉ tin cậy đã và đang tiếp tục được triển khai. Đây là địa chỉ trợ giúp ban đầu tại chỗ dành cho các nạn nhân của bạo lực và xâm hại. Triển khai dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc chương trình Mục tiêu Phát triển Hệ thống Trợ giúp Xã hội giai đoạn 2016-2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai. Trên cả nước đã thành lập và duy trì được mô hình địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh ở cộng đồng tại 63 tỉnh thành. Đây là một trong những địa chỉ tin cậy của xóm Đồng Mỗ, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Mô hình được đặt tại nhà ông Lăng Khánh Hoa là bí thư chi bộ xóm. Địa chỉ tin cậy có thể được đặt tại trụ sở của tổ chức, nhà của cá nhân, có khả năng và tự nguyện giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực, với điều kiện được sự ủng hộ của chính quyền và ít nhất một tổ chức đoàn thể ở địa phương. Các cháu nhỏ có bị bạo lực hoặc bị đe dọa, hoặc bị cần tư vấn về những cái bạo lực về gia đình, về các cái chính sách của Đảng, Nhà nước, thì đây chúng tôi nghĩ đây là một cái địa chỉ tin cậy mà chúng tôi sẽ cố gắng làm sao
là xứng đáng với cái địa chỉ mà mình đã đề ra. Chúng tôi thì cũng có thể là tận dụng những cái nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng của tại các xóm bản tổ dân phố, hoặc là tại nhà của các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ, hoặc là những cái đồng chí mà phụ nữ có những cái điều kiện thuận lợi để chúng tôi lựa chọn đặt thành địa chỉ tin cậy. Chăn, màn, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, thiết bị y tế, vân vân. Với mục đích trở thành nhà tạm lánh, mỗi một địa chỉ tin cậy đều được trang bị một bộ nhu yếu phẩm như thế này để đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân trong thời gian tạm trú. Danh sách các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn công bố và quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ. Hiện tại huyện Đồng Hỷ đã có 96 trên 143 xóm bản, tổ dân phố xây dựng được mô hình địa chỉ tin cậy. Mô hình này đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao kiến thức của cộng đồng trong việc phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em. Trẻ em thì là các cháu cần được tư vấn, ví dụ các cháu đến đây báo cáo là cháu bị bố mẹ hành hạ, bị bạo lực, bị các bạn đối xử thế này thế khác, thì chúng tôi sẽ tư vấn và đặc biệt là giữ các cháu ở đây để tìm hiểu xem các cháu nguyên nhân nó ở từ đâu, và sau đó sẽ gặp gỡ gia đình và đặc biệt là bố mẹ cháu, và thông qua cái đó là các tổ chức hội phụ nữ để tiếp tục xem xét và giáo dục các cháu. Nếu các bạn và con bị bạo lực, con sẽ bảo với các bạn tìm đến nhà ông Hoan để ông Hoan có thể bảo vệ các bạn và con trong trường hợp các bạn bị đánh và bị bạo lực. Thực hiện dự án hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì triển khai, trên cả nước đã thành lập và duy trì mô hình địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh ở cộng đồng tại 63 xã của 63 tỉnh, thành phố, 10 mô hình trung tâm công tác xã hội hỗ trợ thực hiện cung cấp dịch vụ bình đẳng giới, 18 mô hình câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài, 6 mô hình trường học an toàn, không bạo lực.